quý vị, khoảng 16 giờ ngày hôm nay, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Đà Nẵng tổ chức đón và sử dụng hơn 10 xe buýt các loại để trung chuyển gần 500 công dân các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch. Số người này tổ chức đi bộ qua chặng đường dài trên tuyến đường Hồ Chí Minh đến điểm giáp ranh Đại Lộc Quảng Nam và Hòa Vang, Đà Nẵng vào cuối giờ chiều nay làm bắt thông tin từ công an các tỉnh bạn, ngành chức năng Đà Nẵng tổ chức đón và trung chuyển đến tỉnh Thừa Thiên Huế ngay trong ngày, giúp họ đảm bảo sức khỏe để tiếp tục cuộc hành trình về quê tránh dịch. Theo thông tin từ công an Đà Nẵng, trong những ngày qua, lượng người từ các tỉnh phía Nam về quê rất đông, nên công an các địa phương tổ chức đón và giám sát họ đi đúng lịch trình đã đăng ký để đảm bảo công tác phòng tránh dịch. Riêng trong ngày hôm nay, ngày 5 tháng 10, công an Đà Nẵng đã đón 2.100 xe và 3.950 người, trong đó có 350 người đi bộ phối hợp với Sở Giao thông Vận tải bố trí 18 xe để trung chuyển và bàn giao cho tỉnh Thừa Thiên Huế 350 người.